đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Vợ chồng Lâm Khánh Chi có động thái lạ sau khi vướng nghi án chia tay, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Và sáng nay, người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý khi bày tỏ nỗi lòng. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy. Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây. Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đã cho thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chồng trẻ Nguyễn Phi Hùng gặp trục trặc. Cũng từ đây mà dân tình bán tính bán nghi, không biết tình hình hiện tại của cả hai đang ra sao. Chẳng để công chúng chờ đợi lâu, vợ chồng này đã có động thái trấn an dư luận. Trên trang cá nhân, bóng hồng họ Lâm vừa chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào tình cảm với ông xã Phi Hùng. Đáp lại, anh chàng chia sẻ clip dành cho vợ với lời có cánh. Ngon ăn phết cả nhà nhỉ. Với hành động này của cặp đôi, dân tình có thể hy vọng rằng họ chỉ đang trong giai đoạn giận dỗi hoặc đơn giản họ đã giải quyết được khúc mắc chuyện tình cảm của mình. Khánh Chi và Phi Hùng yêu và đã kết hôn với nhau được hơn 4 năm và họ đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.